Đền Chúa Thác Bờ. Đền Chúa Thác Bờ tại Vầy Nưa, nằm trên đỉnh đồi Hang Thần ở xóm Phố Bờ, Vầy Nưa. Từ dưới bến thuyền, du khách phải leo hơn 100 bậc đá, sau đó theo một triền dốc thoải mới lên đến tận nơi. Đền gồm 3 gian, mái đền bằng bê tông cốt thép, được thiết kế theo kiểu vòm cuốn và kiến trúc mặt bằng hình chữ đinh, gồm nhà đại bái, nhà hậu cung. Phía trước đền gồm có 5 cửa ngũ quan. Hiện nay di tích vẫn còn lưu giữ được một quả chuông đồng được đúc vào tháng 2 năm Thành Thái thứ 6. Sự thích Chúa Thác Bờ. Vào năm 1430 đến năm 1432, vua Lê Lợi đem quân dẹp loạn tại đèo Cát Hãn ở Mường Lễ, Sơn La. Sau khi vua Lê Lợi kéo quân đến thác bờ thì thấy dòng nước xoáy phía trước và một thác nước hiểm trở, xô bọt trắng xóa với muôn vàn mỏm đá lởm chởm nên không thể tiến quân lên được. Lúc bấy giờ, ở xã Hào Tráng, Đà Bắc, có một người con gái dân tộc Mường là Đinh Thị Vân và một cô gái người Dao chưa được rõ tên ở xóm Mó Nẻ, Vầy Nưa, Đà Bắc đã đứng lên vận động trai tráng trong bản lên rừng xẻ ván đóng thuyền, kêu gọi nhân dân chặt nứa tre, kết thành bè mảng, góp lương thực, thực phẩm cho nhà vua nuôi quân và trợ giúp quân sĩ đi qua thác bờ đánh giặc. Trên đường chiến thắng trở về, vào tháng 3 năm 1432, vua Lê Lợi dừng chân khao quân ở thác bờ. Hai cô gái lại vận động bà con góp cơm lam, thịt muối chua, rượu cần, múa hát điệu thường lang bọ mẹ, ném còn, múa xòe để liên hoan chào mừng chiến thắng. Sau ngày hai bà mất, hai bà thường hiển linh giúp đỡ mọi người đi qua thác. Nhà vua cũng ban chiếu cho dân trong vùng lập đền thờ hai bà. Nhân dân phong hai bà là Chúa Thác Bờ. Tấm bia khắc bài chữ thơ chữ Hán của Lê Thái Tổ được dịch như sau: gập ghềnh hiểm hóc chẳng từ nan, già vẫn nguyên còn sắt đá gan, hào khí nghìn ngủ đều quét sạch, tráng tâm bằng núi cũng bằng san. Biên phòng tất khéo mưu phòng lược, xã tắc nên chủ kế cửu an, gành thác 300 năm lời cổ ngữ, như nay dòng thuận chỉ xuôi nhàn. Khu nhà đại bái, khu văn bia, các di tích của đền thác bờ Vầy Nưa. Mặc dù đã qua đến 9 lần di chuyển, nhưng đền thác bờ ở Vầy Nưa vẫn giữ được khá nhiều di vật của đền cổ Chúa Thác Bờ Hào Tráng. Các di vật như hai pho tượng đồng của Chúa Thác Bờ và một quả chuông được đúc từ năm Thành Thái thứ 6 năm 1895 vẫn còn được lưu giữ.